Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Tin nóng, thông tin gây hoang mang, đã rõ người dẫn dắt tuyển Việt Nam đá World Cup. Sau thông tin liên quan huấn luyện viên Mai Đức Chung hồi sáng ngày 7 tháng 2, người hâm mộ có thể yên tâm được đôi chút. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có những kế hoạch tích cực nhằm giữ chân vị thuyền trưởng của tuyển nữ là ông Mai Đức Chung. Nguyên do là bởi hồi sáng ngày 7 tháng 2 xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc ông Chung gái muốn từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam ngay sau SEA Games 31 và không tham dự World Cup 2023. Hiện tại hợp đồng của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên trong thời gian tới đây, VFF sẽ đàm phán gia hạn để thể hiện sự tin tưởng, mong muốn ông Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết rằng nếu VFF chưa thể tìm ra người thay thế phù hợp, ông tiếp tục làm việc ở tuyển nữ Việt Nam đến hết World Cup 2023. Với những thông tin kể trên, có thể khẳng định rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vị cho tới hết World Cup 2023. Trong trận đấu với Đài Loan tại vòng playoff tranh vé dự World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Các bàn thắng của Trương Thị Kiều và Bích Thùy giúp những cô gái Việt Nam chính thức giành vé tham dự Ngày hội bóng đá nữ số 1 thế giới vào năm 2023. Có thể coi đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong thời gian qua khi đối mặt muôn vàn khó khăn. VFF lên tiếng vụ huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lên tiếng vụ huấn luyện viên Mai Đức Chung có ý định thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Tuy nhiên, sáng ngày 7 tháng 2, truyền thông Việt Nam đồng loạt đăng tải thông tin cựu huấn luyện viên của Bình Dương muốn xin rút lui khỏi nhiệm vụ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam ở vòng chung kết World Cup 2023. Nếu được VFF đồng ý, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ làm cố vấn cho đội. Trước thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung xin rút thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam là không chính xác. Hiện tại hợp đồng của huấn luyện viên Mai Đức Chung với tuyển nữ Việt Nam còn thời hạn tới hết năm 2022. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là người có nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam và giúp tuyển nữ Việt Nam nhiều lần vô địch SEA Games, AFF Cup. Mới đây nhất là kỳ tích đưa tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, huấn luyện viên Mai Đức Chung là người có công rất lớn với bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là người có công lớn nhất trong chiến tích lịch sử này của tuyển nữ Việt Nam. Ông Chung xây dựng đội bóng, là người lựa chọn nhân sự, trẻ hóa đội hình và đưa cầu thủ trẻ vào sân thi đấu ở từng thời điểm thích hợp. Đó là tài nghệ của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Có thể nói ông Chung là nhà lãnh đạo tài ba của bóng đá nữ. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam quay trở về Việt Nam ngày 10 tháng 2 tới đây, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới bằng tấm vé đi World Cup 2023. Các cầu thủ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới đây, tiếp tục chuẩn bị nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022, đó là SEA Games 31. Tin tiếp theo, báo Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử. Truyền thông Thái Lan gửi lời chúc mừng đến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sau khi lần đầu giành vé tham dự World Cup. True Sport đưa tin, tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Tại vòng playoff, họ giành chiến thắng cả hai trận trước Thái Lan và Đài Loan Trung Quốc để chiếm vị trí nhất bảng cùng tấm vé duy nhất tới World Cup. Trận đấu ngày 6 tháng 2, Đài Loan chỉ cần hòa Việt Nam là giành vé dự World Cup. Do hơn chỉ số phụ, thầy trò Mai Đức Chung buộc phải thắng. Các cô gái áo đỏ không bị áp lực tâm lý đè nặng. Họ sớm triển khai thế trận tấn công áp đảo, có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 do công của Trương Thị Kiều. Su Yushun gỡ hòa ở đầu hiệp 2, nhưng Nguyễn Thị Bích Thùy lên tiếng đúng lúc để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam. Bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự World Cup 2022. Họ thắng Thái Lan 2-0 rồi hạ Đài Loan 2-1. Tuyển nữ Việt Nam trở thành đội thứ 3 của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại một kỳ World Cup sau Thái Lan và Philippines, Comchalik viết. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC khen ngợi chiến tích của thầy trò Mai Đức Chung. Chiến thắng trước Đài Loan hoàn tất một hành trình đáng nhớ của tuyển nữ Việt Nam. Họ vượt qua làn sóng nhiễm COVID-19 do nhiều cầu thủ trong đội dương tính trước khi đến với giải và rồi sau đó tiến thẳng từ tấm vé dự World Cup.
Trước giải, tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ bị xử thua do có nhiều cầu thủ dương tính COVID-19. Những buổi tập đầu tiên của đội tại Ấn Độ chỉ có 5 cầu thủ. Tuy vậy, các cầu thủ nỗ lực ra sân ngay khi có kết quả âm tính, chiến đấu hết mình để giành vé vào tứ kết. Tiếp theo, ở vòng Playoff World Cup, họ thắng Thái Lan và Đài Loan. Sau lần lỡ hẹn với World Cup 2015 khi thua Thái Lan ở trận Playoff trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất thế giới. Tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan còn cơ hội tham dự World Cup khi họ tham dự vòng Playoff liên lục địa. Tin tiếp theo, bóng đá nữ Việt Nam chờ cú hích từ tấm vé dự World Cup 2023. Chiến tích giành quyền dự World Cup 2023 có thể giúp bóng đá nữ Việt Nam bước sang trang mới. Niềm vui và sự cảm phục là những cảm xúc phổ biến nhất dành cho tuyển nữ Việt Nam sau chiến công lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung không thể phát triển nếu chỉ dựa vào cảm xúc khen ngợi thuần túy, phần lớn chỉ tồn tại nhất thời một vài ngày sau chiến thắng. Bóng đá nữ Việt Nam từ lâu chờ đợi nguồn đầu tư để phát triển bài bản. Bộ mặt của nền bóng đá được nhận dạng bằng sức mạnh của đội tuyển quốc gia và chất lượng giải vô địch quốc gia. Ở vế đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam đang làm tốt với 2 huy chương vàng SEA Games, vị trí hạng tư ASEAN 2014 và đỉnh cao là vé dự World Cup 2023 trong 10 năm qua. Còn ở vế thứ hai, phía sau hào quang của tuyển nữ là nhiều khó khăn, bất cập bao phủ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, đơn cử như vấn đề tài trợ. Nhiều năm qua, các đội bóng đa phần sống bằng ngân sách địa phương với cơ chế xin cho gần tương tự bóng đá Việt Nam, nhưng khó khăn hơn nhiều bởi rất ít doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá nữ. Đại dịch COVID-19 ập đến khiến doanh nghiệp lao đao, bóng đá nữ vì thế khó khăn theo. Giải vô địch quốc gia nữ 2020 có 8 đội tham dự, nay chỉ còn 5 đội ở mùa 2021. Số trận đấu ít ỏi ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của tuyển nữ. May mắn, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nỗ lực khỏa lấp khoảng trống để rồi lập chiến công hiển hách. Tuy nhiên, bóng đá nữ không thể cứ tồn tại nhờ cố gắng của những cá nhân đơn lẻ. Bình luận viên Vũ Quang Huy nêu quan điểm, bóng đá nữ không thể chờ mãi vào nỗ lực cá nhân mà phải có giải pháp đồng bộ. Hy vọng bóng đá nữ nói riêng và bóng đá nam nói chung có chân đế mạnh hơn để phát triển lâu dài. Người Việt Nam rất yêu bóng đá, tiềm năng của chúng ta còn rất nhiều. Nhiều năm qua, sự chú ý dành cho bóng đá nữ thường chỉ bột phát mang tính thời điểm. Những khán đài trống vắng ở giải nữ cùng mối quan tâm ít ỏi từ người hâm mộ đôi khi tạo ra tâm lý e dè cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào họ. Sự thay đổi chỉ đến khi tuyển nữ Việt Nam có cú hích đủ lớn và việc lọt vào vòng chung kết World Cup, sân chơi đẳng cấp cao nhất bóng đá nữ, có thể là bước ngoặt để các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đổi đời. Tuyển nữ Việt Nam trân quý những khoản tiền thưởng bởi đó là điều kiện để cầu thủ có thể yên tâm chơi bóng cống hiến. Nhưng sẽ còn đáng quý hơn nữa nếu sau niềm vui World Cup hôm nay, bóng đá nữ có thêm những nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp lẫn tình cảm yêu thương chân thành từ người hâm mộ. Chỉ khi giải vô địch quốc gia được mở rộng, số đội tham gia tăng lên, các cầu thủ nữ được đầu tư bài bản hơn về mọi mặt, nổi cộm nhất là vấn đề dinh dưỡng, bóng đá nữ Việt Nam mới thực sự phất cờ và đủ sức bật để có thêm nhiều lần dự vòng chung kết World Cup nữa. Việt Nam cần đầu tư mạnh cho giải vô địch quốc gia, nơi các cầu thủ có nhiều nền tảng tốt để nâng cao trình độ. Các cầu thủ trẻ cần được tạo cơ hội nhiều hơn. Nhưng quan trọng nhất, xã hội Việt Nam cần thay đổi định kiến về bóng đá nữ. Những cô gái ấy có thể thi đấu, thậm chí thi đấu rất tốt. Hãy cho họ cơ hội thể hiện cùng trang thiết bị đào tạo hiện đại. Các cầu thủ nữ sẽ cho thấy họ có thể làm được gì. Cựu huấn luyện viên Steve Darby của tuyển nữ Việt Nam khẳng định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng Đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!